Sáng nay ngày 11 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thoại Sơn trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Cử tri được nghe đại biểu Quốc hội thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, một số vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng, giao thông, hướng đến liên kết vùng, nhân dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội tiếp thu, giải trình thỏa